chị xin chào tất cả các em nha. Hôm nay chị chia sẻ tất cả các em là chị có những chiếc xe rác như thế này nha. Nếu các em nào thích những xe rác như thế này, hãy bình luận phía dưới để cho chị biết nha. Và nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh với chị nha. Đây là chiếc xe đầu tiên chị muốn chia sẻ với tất cả các em ha. Đây là xe đổ rác hay còn gọi là xe chở rác, ép rác các em ha. Thì khi mà chúng ta đi ra đường thì chúng ta ăn uống hay là chúng ta có rác thì chúng ta hãy nhớ bỏ vô những cái hùng rác nha các em, để cho những anh mà thu gom rác này thì người ta sẽ dễ dàng, người ta sẽ bốc lên xe và người ta đổ đi ha, để chúng ta giữ sạch môi trường nha. Thì xe chở rác này nó có cái mở ra nè các em ha. Đây là chúng ta có những cái rác đó, người ta sẽ đổ vào đây ha. Xe này đổ rác này thì là có 6 bánh các em nha. Đây 2 bánh nè, đây 2 bánh và 2 bánh, đây là 6 bánh ha. Và đây là chiếc thứ 2 các em ha. Xe chiếc thứ hai này đó thì bằng sắt rất là nặng các em ha, và có thể nâng lên nâng xuống được này. Xe này cũng có 6 bánh ha. Khi mà thì sẽ bỏ vào những cái hùng này các em ha. Và chúng ta sẽ đổ vào đây. Và đây là chiếc thứ ba các em nha. Chị xin tạm dừng video tại đây nha. Nếu các em thích cho chị một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của chị nha. Chị xin chào và hẹn gặp lại các em.